Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì là em tiếp tục lên ở đây cho các anh là một cái con siêu trầm hàng mới độc thuộc 100% của Ariang nhé. Con này thì vừa có thể là dùng cho nghe nhạc, vừa có thể là dùng cho hát karaoke đều được. Đấy. Chất tiếng con súp này thì nó rất là mềm mại và nghe rất là hay. Đấy thì đây là cái vỏ ngoài của con súp Ariang khi chúng ta đặt hàng sản phẩm. Đấy. Được chưa? Đây là vỏ ngoài nhé. Và mã của sản phẩm này là loa siêu trầm Arirang AS 5. 55 mã nhé. Hoặc là có người đọc là ASV, có người đọc là AS5, nhưng mà cái này thì đọc chuẩn của nó là AS55 mã. Đấy, vì đây là số 55 mã chứ không phải ASV. Subwoofer. Đấy. Chúng ta sẽ thấy ở bên sườn bên tay phải ở đây là sẽ có cái thông số kỹ thuật của loa súp. Đấy. Công suất danh định là 150W, công suất tối đa là 300W. Đấy, cái này thì với một mức công suất như thế này thì là nó sẽ đáp ứng tốt một cái phòng diện tích nó khoảng 3 40 mét vuông, ok quý vị nhá. Đấy. Tổng trở kháng loa là 8 ôm. Độ nhạy của loa là từ 40 là 99 decibel với tần số đáp ứng là từ 40 Hz đến 160 Hz, là những cái giải tần rất là thấp để tăng cường thêm tiếng súp cho trầm. Được chưa? Đấy. Tăng thêm tiếng tiếng trầm cho bộ karaoke chính xác hơn. Đấy, kích thước loa ở đây nó là 12 inch, quy đổi ra là 300 mm, tương ứng với là đường kính loa bass là 30 cm. Đấy, súp bass 30. Đấy. Cổng kết nối ở đây có cổng RCA, là cổng thông thường, là cổng ấy này. Là cổng RCA, cổng kết nối RCA là cổng hoa sen này, cổng Canon này và cổng Spicon này, tức là đủ hết tất cả các cái đường vào để mình kết nối nhá, rất là tiện đúng không ạ? Kích thước sản phẩm, đây. Kích thước bao bì, con này thì có chiều, con này khá vuông, con này khá vuông với kích thước 3 chiều là 415, là rộng cao 440 và sâu 415 mm. Đấy. Trọng lượng của nó là 25 cân, ấy ra. Một con súp khá là nặng đấy quý vị, 25 cân là khá nặng đấy. Số lượng một cái, sản xuất tại công ty cổ phần công nghệ Ariang. Đấy. Đấy. Đây nhá. Đấy. Cái này được công ty Ariang Việt Nam sản xuất, với hàng này thì là tiếng rất là hay. Đấy. Hàng của Việt Nam chúng ta luôn. Đấy. Tiếng cực kỳ kỳ tốt trong cái tầm giá. Đấy. Hàng cao cấp đấy quý vị. Đấy nhé. Hàng này hàng chính hãng, được bảo hành 1 năm đàng hoàng. Đấy, nó không phải như một số các hàng trôi nổi trên thị trường, những cái hàng súp mà theo kiểu súp Trung Quốc. Đấy. Thì thường là nếu như mà các cửa hàng bán các súp đấy thì sẽ không có các bên hãng bảo hành như là cái Ariang này, thì nhiều khi dùng nó sẽ không yên tâm bằng những cái con súp này được. Vì ngày xưa em làm các cái súp về đồ về 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 Trung Quốc em biết. Đấy. Về sau em phải bỏ, bởi vì là cái súp Trung Quốc thì đôi khi là có những các cái mà nó rẻ thì rẻ thật, nhưng về sau này thì chơi một thời gian thì nó sẽ nhanh hỏng hơn. Và cái thứ hai là linh kiện thay thế thì nó đều là của Trung Quốc hết. Đấy. Thì thay được một thời gian thì khi nó hỏng tiếp thôi. Đấy. Sửa sửa các thứ là nó cũng khá là mệt mỏi, nên là gần đây là bên em gần như là một số các cái dòng súp của Trung Quốc là bên em đã không còn làm nữa. Đấy. Ví dụ như các cái dòng súp bốt 1002 này, hoặc BNV kép mà 604i này. Đấy. Cái đấy ngày xưa rất là nổi tiếng và làm rất nhiều. Thế nhưng về sau này thì dần dần bỏ dần. Đấy, vì là những cái hàng Trung Quốc thì nó khá là đều ở cái chỗ là lần đầu tiên nó làm, những cái đợt đầu nó ra nó làm cực kỳ chất lượng, nhưng càng về sau này thì nó lại càng bớt linh kiện đi. Đấy, và nó càng chối, và chất lượng linh kiện càng ngày càng kém thì càng ngày càng nhanh hỏng. Đấy, nên về sau này thì gần như là các hàng Trung Quốc em phải bỏ. Đấy. Mà em chuyển sang làm các đồ hãng như này nó yên tâm hơn, chất lượng linh kiện lúc nào nó cũng đảm bảo. Đấy, thì bây giờ em sẽ bóc cái kiện này ra để cho quý vị xem cái nội thất bên trong của cái loa. À, không phải nội thất bên trong mà là chúng ta sẽ nhìn cái kiểu dáng của cái loa xem là nó có đẹp không nhá. Và em sẽ test một đoạn chất âm để xem là cái tiếng súp nó nghe nó có hay hay không. Đấy, và những con súp này thì bây giờ giá niêm yết trên thị trường bây giờ đang khoảng 6 triệu 6 quý vị nhá. Vâng, thì đây. Đây là con súp mà Ariang AS 5 mã.
Đấy thì quý vị có thể thấy là đây cái con này nó được thiết kế theo kiểu dạng hình lập phương đúng không ạ? Hình lập phương, súp vuông. Đấy. Vỏ loa là chất liệu gỗ ADF cao cấp và cái sơn ở bên ngoài được sơn là một lớp sơn đen bóng, là sơn đen bóng. Sơn đen bóng quý vị nhá, sơn đen bóng. Đấy. Đây là mặt sau của súp, quý vị nhìn thấy không? Cái mạch công suất của nó, rồi là các cái phần chỉnh cắt tần số, chỉnh volume đều được làm rất là tỉ mỉ. Này, dưới đây nó sẽ có cả phần auto on off đấy, có cả đảo phase đấy, rồi các hệ thống đường vào đây. Đấy, hệ thống đường vào cụ thể không ạ? Thì thông thường thì mình sẽ dùng cái đường input là cái đường này, cái đường JAV này. Còn đây là những cái đường vào hỗ trợ, gọi là hỗ trợ thêm thôi, để mở rộng thêm. Thì với những cái đường vào này thì chắc sẽ ít dùng đến. Đấy, nhưng chủ yếu chúng ta sẽ quan tâm cái vấn đề đầu vào đường JAV ở đây lấy súp điện mà. Mình sẽ quan tâm AV ở đây nhé. Loa được thiết kế quý vị có thể thấy là có những cái chân đế nó rất là chắc chắn như này. Chân cao su chống rung, chống trượt. Đấy, bởi vì là súp này khi mà nó quánh thì nó sẽ có một cái độ rung nhất định vấn đề, và những cái chân này nó sẽ giúp cho cái súp nó không bị trượt đi, trôi đi trong quá trình mình sử dụng súp. Đấy. Quý vị nhá. Đấy. Ở dưới đáy thì chúng ta có thể thấy là đây súp là súp gầm, súp mà màng rất là dày dặn như này. Đấy, gân ghiếc cũng rất là dày dặn đúng không ạ? Đấy nhá. Súp gầm nhá. Đấy, em xin phép một chút xíu. Thì đây, em vừa mới nghe xong cái điện thoại của khách. Thì ở đây quý vị có thể thấy là nó ở đây là nó có cái súp được hướng gầm như này. Và cái gân cao su rất là dày dặn, quý vị nhìn thấy không? Rất là dày dặn nhé. Đấy, bát này. Cắt màng carbon, và quý vị nhìn là cái nón của nó rất là to. Thì với cái nón lõm như này thì tiếng bass nó sướng, nó sẽ sâu hơn, và cái quan trọng là cái nón to như thế này thì thông thường thì côn nó sẽ to theo. Đấy. Và côn nó to thì tiếng súp nó cũng sẽ sung sâu hơn. Đấy nhá. Đấy, thông hơi đây. Thông hơi là nó hướng rất luôn. Đấy, thiết kế rất độc đáo. Thông thường những cái con súp khác là súp gầm như này thì thông hơi nó sẽ đặt ở bên sườn. Đấy. Đấy, đây quý vị nhìn này. Đấy, nhưng mà con này nó đặt luôn ở dưới gầm luôn. Đấy, nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối con súp này với nguồn điện và với dây AV để em thử cái tiếng súp cho quý vị. Đây nhá. Đấy. Thì đây là cái loa súp Aria S5 khi mà mình bật tiếng lên. Thì con này phải nói rằng là tiếng bass nó quánh rất là kinh khủng. Em sẽ thử cho tiếng của súp lên nhá. Đây thì chúng ta sẽ kết nối đường súp out từ cái đây em đang là kết nối trực tiếp từ điện thoại vào nhá, một cái bàn nhạc thử súp ở đây. Đấy, còn bình thường là chúng ta sẽ phải có một cái AV mình kết nối từ đường này out của âm ly ra, hoặc là chúng ta có đường súp và out chuyên nghiệp từ cái đường mixer của chúng ta sẽ đưa vào đây. Đưa vào cổng AV đây. Hoặc là giật canon ở đây. Canon cũng được nhé. Đấy thì đây, em bạn đây này. Thế không ạ? Súp của anh rất chắc đúng không? Và bây giờ cái cả một cái hệ thống gọi là cái chân thạch cao của nhà em nó đang rung ầm ầm luôn. Đấy. Và anh rung chân thạch cao luôn, quý vị thấy không? Kinh khủng. Rung hết chân thạch cao luôn. Kinh khủng luôn. Ở đây nó sẽ có cắt tần nhé quý vị nhá. Ta nhìn đây có cắt tần này. Đấy, và đây là cái volume này. Thì mình có thể chỉnh to nhỏ của cái phần súp ở đây. Đấy, và chỉnh cắt tần ở đây. Đấy. Mình thích nghe bass nó thật là khỏe thì mình có thể tăng tải tần lên. Còn mình muốn nghe cái tiếng bass nó ở cái mức gọi là mềm. Đấy. Thì mình có thể là giảm bớt cái này đi.
giảm bớt cái phần crossover đi. Crossover này mình cắt xuống khoảng tầm 90 Hz thôi. Từ đó anh bật âm lượng lên đây thì tiếng bass nó sẽ mềm. Và đặc biệt là đây là đang chỉ thử một bình súp nha, nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp thêm với cả cái loa một đôi loa vào đây nữa thì là âm thanh sẽ còn hay nữa nhá. Vì lúc này tiếng cái loa của chúng ta và cái loa súp nó sẽ quyện vào với nhau và tạo nên cái độ rất là hay. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái đảo phây đây. Đấy, để có thể là làm gì? Là có thể là hết bài mất rồi. Đấy, thì để tăng độ trễ hoặc giảm độ hoặc là không độ hoặc là 180 độ để đồng pha với cả cái đôi loa chúng ta ở nhà. Đấy, sao cho nó phù hợp để tiếng bát tiếng súp nó không bị trễ với nhau. Ở đây nó sẽ có chế độ auto on và off. Cái chế độ này thì không biết để làm gì. Khả năng đây là cái chế độ này sang off ở đây là để mình kết nối vào những cái đường này để làm súp súp hơi. Súp hơi cái này em quên cho hỏi bên hãng có đúng không? Đây là jack speakon mà. Đúng không ạ? Đây là jack speakon thì nó thường nó sẽ là cắm input vào đây để là có thể đưa công suất vào thẳng vào đây. Đấy, thì có thể là nó sẽ chuyển thành một cái dạng như là súp hơi. Đấy. Còn đấy mình để on đi này thì nó sẽ là chuyển sang súp điện. Đấy. 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 Một cái thiết kế em thấy là rất là ok, thông minh. Đấy. Thiết kế đây là thêm các đầu vào mở rộng thêm. Để bị nghe tiếng súp này. Thạch cao của em đang rung theo luôn, rất là kinh khủng. Đấy. Đấy quý vị nha, súp đấy là đây là con súp mà ra mà con súp mà Ariang. Đấy. Mã của nó là AS5 và con này em cũng xin nói luôn tại sao tiếng lại hay, bởi vì nó là được sản xuất theo công nghệ của Korea. Đây là hàng liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng linh kiện của người ta là linh kiện được cung cấp một bên bên Korea, người ta cung cấp cho nên là cái chất lượng rất tốt và tiếng nó rất là hay. Đấy, quý vị nghe thấy rồi, kể cả mình mở to luôn nhưng mà nó không bị dè như một số các cái dòng súp mà của Trung Quốc. Đấy. Một số dòng súp Trung Quốc khi mình mở nó to lên nhé quý vị nhé, để ý cho em. Đấy. Nó sẽ oánh ra tiếng bạch 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 ngay, nhưng con này không nhé. Oánh rất là kinh khủng, rất chắc, bây giờ không ạ? Đấy. Đấy. Kinh khủng luôn quý vị nhá, phải nói rằng là nó oánh dã man luôn đấy. Đấy, nhưng mà thường suốt sẽ không bao giờ nghe to như thế, mình nghe tầm này là quá to rồi. Đấy. Dùng mà nó tụt cả dây ra. Kinh khủng luôn nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy, con này nói chung là súp rất là hay. Ariang Model AS là 5. Đấy. Giá niêm yết trên thị trường bây giờ đang là 6.600.000 đồng. Đấy. Tuy nhiên thì là quý vị mua ở bên Nguyên Vũ Audio thì sẽ mua được cái giá nó sẽ mềm hơn rất nhiều. Đấy thì ai quan tâm con súp này hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682 để nhận được cái báo giá tốt nhất cho cái con súp mà điện của Ariang này quý vị nhé. Đấy.